Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Thì hôm nay bên em Đức Hải Dương lại về một cái mẫu xe 15 chỗ ngồi anh em nhá. Toyota Hiace. Thì cũng theo yêu cầu của các bác là hỏi em Đức cái mẫu xe mà 15 chỗ ngồi anh em nhá. Đấy, đây. Hôm nay thì bên em Đức về cái mẫu xe 15 chỗ cho các bác đây. Đấy. Toyota Hiace được sản xuất năm 2004. Đây anh em ạ. Địa chỉ xem xe thì các bác đây nhá. Nhà hàng 3 con 3 anh em ạ. Đấy. Em ở bên này được. Em này thì máy móc khung gầm. Đấy. Cực ngon luôn. Giá thì em Đức để cho anh em hợp lý anh em nhá. 32 triệu. Một chiếc Toyota Hiace sản xuất năm 2004. Đấy. Bao cho anh em là máy gầm anh em nhá. Cực ngon luôn. Giá thì hợp lý cho anh em. Mẫu này thì nó chỉ phù hợp cho bác nào mà mua về chạy học sinh. Đấy, trong làng, trong xã. Xe thì rất đẹp luôn anh em nhá, rất đẹp luôn. Đấy, chất thì không phải bàn. Lốp dép của em đây này các bác này. Rất đẹp luôn anh em nhá. Em này thì máy móc khung gầm thì anh em yên tâm anh em nhá. Đấy. Giá hợp lý cho anh em. 32 triệu anh em nhá. Đấy, các bác thấy cái khung gầm nó nét căng này cơ mà. Đấy. 32 triệu. Bác nào mà mua về chạy học sinh, chở sơn, chở anh em thợ thuyền công trường bến bãi thì đây anh em nhá. Cái loại này thì nó là lồi đồng cối đá rồi. Đấy. Đây anh em à. Keo chỉ cái đó đây. Zin đét đẹp luôn anh em nhá. Keo chỉ zin đét đẹp, đẹp luôn. Tình trạng là máy ngon anh em nhé, máy ngon. Đấy. Anh em à, trần phào em đây. Toyota Hiace sản xuất năm 2004. Đấy. Giá 32 triệu anh em nhé. Rẻ luôn. Bác nào cảm thấy hợp việc thì liên hệ với em Đức nhá. Đấy. Đăng kiểm thì đây anh em này, đăng kiểm thì đây. Hết từ tháng 3 rồi. Đấy. 12 chỗ ngồi. Trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Xe này trước cũng chạy học sinh anh em nhá. Xe này trước cũng chạy học sinh. Đây kính thì zin hết luôn anh em ạ. À, Toyota anh em ạ. Bác nào mà mua về mà chở đồ, chở đồ ăn. Đấy.
Theo chủ yếu đây anh em này. Đó. Giá hợp lý cho anh em. Toyota Hiace. Đấy. Trần phào của em đây. Máy gầm con này cũng ngon anh em nhá. Một chiếc xe 12 chỗ ngồi. Đấy. Đây anh em. Điều hòa được việc đầy đủ luôn anh em nhé. Trần phao đây. Đấy. Xe 12 ghế anh em nhé. Đấy. Rất đẹp luôn anh em nhé. Đẹp luôn. Giá thì bác nào cảm thấy phù hợp công việc thì các bác cứ inbox trực tiếp cho em Đức nhé các bác nhé. Theo chỉ cánh này vẫn còn nguyên bản này. Dép của em này cực đẹp luôn. Em được cái bộ lốp dép rất đẹp. Đấy, đây là cái phần theo chỉ một kèo đây anh em nhá. Đấy. Cần phao em đây các bác này. Con này thì máy cực kỳ ngon anh em nhá. Kính thì kính zin hết anh em ạ. Kính zin hết luôn anh em nhé. Lên nổ máy cho các bác. Điều hòa mát anh em nhé. Đấy, em Đức đang bật điều hòa này. AC này. Đấy, cực mát luôn. Đấy, rất là mát. Đó. Điều hòa AC. Đầu đài thì vẫn đầu đài chưa có cái gì cả anh em nhé. Đấy. Có cái này mới là cái gì mới là màn hình như là. Cái gì không nắm được. Thì anh em nào cảm thấy hợp công hợp việc thì inbox cho em biết nhé. Máy cầm ngon.
may bên kia anh ạ. FI anh em ạ, FI. Đồ hòa nóng đấy, tè tè đó. Máy rất ngon luôn anh em nhé. Máy cực kỳ ngon luôn đấy, chất lượng thì bảo hành cho anh em. Giá thì chỉ có 32 triệu thôi anh em nhé. Bác nào mà muốn xem cái mẫu xe Toyota Hiace này thì các bác cứ đến địa chỉ Toyota Hải Dương anh em nhé. Vì từ đây là lên chỗ Toyota Hải Dương thì cách em Đức có khoảng tầm 500 m anh em ạ. Và cái trục đường này thì em Đức đón các bác rất dễ anh em nhá. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ thì chắc chắn anh em nhá, sơn chi thì sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài. Và giá thì bây giờ em Đức chào bán cho anh em là 32 triệu đồng anh em nhé. Đấy anh em ạ. Xe cực đẹp luôn. Keo chỉ đây anh em. Chỉ bé tí này nó còn anh em. Thì với cái giá 32 triệu thì em Đức cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết là báo cho anh em là máy ngon anh em nhé. Gầm bệ chắc chắn. Đấy, sơn xi sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, máy ngon, điều hòa mát. Và sau đây Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.